Thảo xin kính chào quý khán thính giả của Quê Hương Media trong tiết mục tạp chí truyền hình. Và ngày hôm nay đặc biệt tạp chí truyền hình lại mời được một nhân vật đáng tin cậy về chuyện COVID, chuyện vaccine, chuyện y tế, khoa học. Đó là một người bạn trẻ, Nguyễn Vũ Hiệt. Anh là dược sĩ, clinical pharmacist ở bệnh viện Palo Alto, tức là Stanford Hospital, thưa quý vị. Một người mà Thảo cho là nhân tài, tại vì Nguyễn Vũ Hiển có nhiều tài lắm. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Thảo xin chào Nguyễn Vũ Hiển. Vũ Hiển xin chào chị Đồng Thảo, cũng như chào tất cả các quý vị đang theo dõi Quê Hương Media TV. Quý vị biết không, Nguyễn Vũ Hiển là dược sĩ mà làm ở bệnh viện lớn Palo Alto, bệnh viện mà chúng ta đều thích đến và tin tưởng để đến, đó là Stanford Hospital. Làm việc cũng khá vất vả phải không Hiền? Dạ. Và quý vị biết là Vũ Hiển vừa mới đi làm về và chạy thẳng đến đài để cùng nói chuyện với chúng ta, cho chúng ta những tin tức phổ cập về tình hình COVID-19 vaccines và thêm một số vấn đề khác mà Đồng Thảo cùng với Vũ Hiển sẽ nói chuyện sau đây. Được biết là tình hình chiếc vaccine của khu vực chúng ta đang ở, tức là Santa Clara, California, nói chung là rất là khả quan. Thì đó là có phải là do cái tình hình mà mọi người đang trở lại sinh hoạt bình thường, có phải là do nhờ chúng ta đã trích được vaccine khá nhiều, một số đông, có phải vậy không? Em nghĩ vậy. Chính xác chị, tại vì cho tới bây giờ thì cái số lượng chích vaccine đã lên tới 150 triệu số người chích vaccine. Và chính vì chúng ta có nhiều người chích vaccine nên cái tỷ lệ nhập viện, cái tỷ lệ chết do COVID-19 nó giảm hẳn. Và từ đó thì Thống đốc California mới mở cửa cho chúng ta trở lại bình thường. Tuy nhiên vẫn giữ những cái vệ sinh tối thiểu, là vẫn giữ cái khoảng cách, vẫn có thể đeo mask và rửa tay sạch sẽ trước khi ăn cũng như gặp mọi người. Đó là những cái vệ sinh tối thiểu thì vẫn giữ cái nguyên tắc đó. Thì cái đó là cái điều cho chúng ta cảm thấy là cái sự ích lợi và an toàn của COVID vaccine. Bởi vì trước khi cái COVID vaccine nó được phổ biến rộng rãi tới tất cả mọi người thì chính em, cái ngày em chích sớm lắm, tại vì em trong healthcare. Y tế, healthcare. Thì cái mũi chích đầu tiên của em là trước Christmas năm 2020. Wow. Sớm hả? Dạ, tháng 12. Tháng 12 là khoảng December 23rd 2020 là em chích cái mũi đầu tiên Pfizer. Thì sau đó thì khi em chích em có post lên trên Facebook để coi như mọi người có đọc. Thấy tin tưởng hơn. Thì có một vài người bạn cũng lo lắng cho mình, nói là Vũ Hiển ơi, coi chừng nha, chích phải để ý coi có bị side effect, nghe nói sẽ bị méo mặt, méo miệng rồi nhiều cái ghê lắm. Thì bản thân em thì tại vì như quý vị biết là bất cứ một cái thuốc nào trước khi đưa ra thị trường thì FDA cũng chọn lựa rất là kỹ, và chưa chắc hãng thuốc phải đưa những cái study, những cái trial trong các bệnh viện lớn. Thì riêng bệnh viện Stanford là một cái bệnh viện mà lúc nào cũng có rất là nhiều cái trial, những cái thí nghiệm của các hãng thuốc đưa vào, thí nghiệm lâm sàng, có nghĩa là thí nghiệm ngay trên những bệnh nhân, trên người thật đấy, chứ không phải những cái thí nghiệm mà trong phòng lab, trong những con chuột, đó, cái đó là cái giai đoạn đầu. Cái giai đoạn cuối cùng để mà cái thuốc được approve là phải thí nghiệm trên người chúng ta, trên người bệnh nhân. Thì chính bản thân em cũng đã follow up những cái study đó tại Stanford, trong đó có vaccine cũng như những cái điều trị cho cái COVID-19. Thì những cái data cho ra là rất là an toàn, nên mình cũng không thấy ngại ngùng gì mà để mình chích. Thì dĩ nhiên khi chích ngừa thì giống như tất cả các thuốc khác thì lúc nào cũng có thể bị những cái side effect nhẹ, là bị đau cái chỗ chích, bị sốt nhẹ, bị mệt này kia, thì tùy theo mỗi người. Thì riêng cá nhân của Vũ Hiển thì sau khi chích cái mũi đầu thì về cái tay, cái chỗ chích hơi ê,
Thế khoảng một ngày rồi thôi. Rồi sau đó cái mũi chích thứ hai là sau 3 tuần với Pfizer thì cũng lại bị ê cái chỗ chích thôi, rồi mệt mệt chút, ngủ một giấc dậy là mọi việc trở lại bình thường. Tuy nhiên có những người khác, ngay cả người Mỹ làm chung thì họ cũng bị sốt này kia vài ngày. Thế thôi, không có những cái triệu chứng gì là méo miệng, méo mặt hay là cái gì hết. Vâng. Có một vài trường hợp ngay khi chích là vì bệnh nhân họ bị phản ứng với cái vaccine đó chị. Thì họ cũng có những cái phản ứng thì cái đó là do cái cá nhân bệnh nhân nó bị phản ứng. Chứ không phải là những cái thuốc. Dạ. Thì trên nguyên tắc là COVID vaccine của Pfizer và Moderna rất an toàn. Và một cái điều Huyền xin nhắc lại là những cái vaccine đó không có mang cái con virus COVID như những cái vaccine hồi trước, thí dụ như là chúng ta chích ngừa lao hay polio, tê liệt là có những con vi trùng đã làm yếu đi chích phòng ngừa chúng ta. Thì với cái phương pháp mới bây giờ nó kêu là mRNA, messenger RNA, mà vì có viết trên Facebook khi bắt đầu cái mùa COVID là nó một cái loại vaccine, một cái phương pháp mới họ chích vào trong người chúng ta, họ dạy cái thuốc đó nó dạy cho cơ thể của chúng ta. Cái miễn nhiễm system của chúng ta là biết cách để mà đối phó và nhìn ra được cái con virus COVID nó như thế nào, nó hình thù như thế nào, nó giả dạng làm sao, nó có hóa trang như thế nào, thì cái vaccine đó nó dạy cho cơ thể chúng ta nhận được và phản ứng lại. Khi phản ứng lại thì càng sớm thì có nghĩa là cơ thể chúng ta càng đánh bật nó ra sớm. Cái COVID-19 mà nó hoành hành lúc đầu rất là ghê gớm là vì nó nằm trong người chúng ta khi chúng ta bị nhiễm á, thì tới 14 ngày sau chúng ta mới bắt đầu có cái triệu chứng là vì nó cơ thể chúng ta không nhận ra được. Và bây giờ nhờ vaccine này chống lại được. Thì trở lại cái an toàn của vaccine là rất an toàn, và vì thế FDA cũng đã approve cho thuốc Pfizer và Moderna chích cho những trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Đó, hồi đầu là chỉ cho người lớn thôi, đó, từ 18 trở lên, và bây giờ là từ 12. Thành thử ra nếu quý vị nào, và dĩ nhiên 12 tuổi thì chưa có quyền quyết định chích, phải có sự đồng ý của bố mẹ, nên các bậc phụ huynh nên khuyến khích cho con em mình đi chích COVID vaccine. Cái đó là để bảo vệ an toàn cho các em, các cháu và cho chính gia đình của quý vị và cho cả cộng đồng nữa. Vũ Hiền nói rất là chính xác, là bởi vì là trường học sắp mở cửa trở lại. Đúng rồi chị. Nếu mà các em mà được chích thì cũng có thấy là an tâm đến trường hơn và có sự an toàn hơn. Điều đó là điều mà nên làm. Hồi nãy cũng muốn chia sẻ một chút xíu với quý vị là khi mà Vũ Hiền chia sẻ là cái phản ứng đối với thuốc sau khi chích, Đồng Thảo cũng vậy, chị cũng vậy đó. Chị chẳng có bị gì hết trơn, nó chỉ có bị đúng cái lần thứ nhất thì chẳng sao cả, thế lần thứ hai thì đúng là có mệt một ngày, gọi là mệt, nghĩa là nó không bình thường, hơi uể oải trong người, chị cũng chẳng sốt nữa. Nên là có nhiều người rất là lo lắng đối với Đồng Thảo thì thấy có thể là hơi quá đáng. Có người lại nói là cái này lấy từ thai nhau thai nên là họ cũng theo vấn đề tôn giáo nên họ không có chuyện đó, không thì, có thì dạ vâng thì chính vì cái vấn đề là có những cái nguồn tin nó không chính xác được tung lên, và nhất là bây giờ là social media, Facebook làm cho cái người dân, người đọc hoang mang, họ hoang mang, họ hiểu lầm. Và vì thế, chính vì thế em mới phải viết những cái bài em thấy mình có gần như mình phải có một chút trách nhiệm, mình cho mọi người biết, chia sẻ những cái kiến thức của mình để làm sáng tỏ hết. Và nếu mà chị đọc tin tức ấy, thì ngay chính Tổng thống Biden ngày hôm qua, ngày hôm kia thì cũng đã chỉ trích Facebook đã làm cho cái COVID-19 này trở nên nó trầm trọng hơn. Đúng bởi rồi. Vì cho những cái fake news, những cái tin tức không có chính xác lên cái mạng xã hội của mình. Đúng rồi, đó. Đúng rồi. Đúng là như vậy. Trở sang cái chuyện là tin tức thì quý vị cũng biết là nếu quý vị theo dõi tin tức mỗi ngày, như Đồng Thảo mới đọc trong bản tin ngày hôm nay đó, cái case mới đó thưa quý vị, trong cái 7 ngày hiện tại đó, là 26.306 ca,
quý vị có thể tưởng tượng là nó tăng lên tới 69.3%, kinh khủng chưa? Tăng tới 69.3% so với cái mức trung bình của 7 ngày trước đó là chỉ có 15.541 ca, bây giờ là 26.306 ca mới. Tức là những cái người mà không muốn đi check, đúng rồi, họ đa phần nhá, là những người không đi check là bị nhiễm cái virus mới. Đúng. Thì em nói sơ qua về cái con virus mới, con Delta variant phải không? Thực sự là cái dạ, cái đó là cái con mới. Dạ. Thì chính xác là CDC đã tuyên bố thông báo là một cái pandemic của COVID-19 cho những người chưa chích, unvaccinated people. Đó, thành thử ra quý vị thấy là cái sự ích lợi của chích ngừa, bởi vì những người không chịu chích COVID-19 vaccine thì cũng có nhiều nguyên nhân lắm chị. Yes, có những người là vì họ bị phản ứng, họ không thể chích được. Có những người thì họ còn do dự vì những cái nguồn tin này, nguồn tin kia, họ sợ. Nhưng mà khi quý vị mà không chích thì thực sự cái sự chích ngừa của bất cứ một cái thuốc nào cũng vậy, nó cần có một cái chích càng nhiều càng tốt. Nó tạo ra một cái gọi là miễn nhiễm tập thể. Nó kêu, người tiếng Mỹ nó kêu là herd immunity. Có nghĩa là một cái tập đoàn cộng đồng hết. Đó. Thì đơn giản nó thí dụ như bây giờ một cái buổi họp mặt có 10 người đến, mà hết 10 người đều chích rồi thì không thể nào cái con virus nó có thể vào chạy ai được. Đó, đúng không? Nhưng mà thí dụ trong 10 người đó chỉ có 9 người chích và một người không chích, thì có thể cái người không chích đó an toàn, tại vì chính người kia họ không có mang bệnh. Thì cái người không chích họ cũng ok đó. Nhưng mà nếu mà chỉ cần 8 người chích và 2 người không chích trong một cái 10 người, một cái group 10 người đó, thì cái cơ hội nó bị nhiễm rất là cao. Tại vì hai cái người không chích đó thì có thể một trong hai người đó đang mang cái mầm bệnh COVID và không biết. Thì quý vị cũng biết là cái COVID nhiều người bị mà không có một cái triệu chứng gì hết, cho tới lúc test thì mới thấy là positive. Đó, nên mình quan trọng nhất là mình phải chích, và đừng có ý lại là ồ bây giờ mọi người chích chỉ có một mình tôi không chích thì không sao. Như vậy thì nó hơi ích kỷ quý vị ạ. Mình cứ chích đi, thì mình cùng hòa góp một bàn tay với mọi người, với tất cả để mà cho cái đại dịch này nó qua khỏi. Thì cái con variant mới, thì quý vị biết virus cũng như là flu là cũng từ virus, cái cúm là cũng virus. Thì tất cả các virus thì nó đều có biến thể, mutation hay là recombination, là tái tổ hợp, tự nó biến thể tùm lum á. Thì cho tới bây giờ là cái con Delta variant nó xâm nhập vào nước Mỹ. Nhưng mà hai cái loại vaccine Pfizer và Moderna là vẫn an toàn, vẫn chống được hai con đó. Đó, chống được hai con đó cho tới bây giờ. Thành thị ra những cái ca nhiễm thì như là em nói là có 150 người chích, thì trong 150 người đó, trong 150 triệu người chích thì chỉ có khoảng 5.000 người bị nhiễm cái con COVID lại, cái con biến thể lại. Tuy nhiên bị nhiễm cũng rất là nhẹ. Chích ngừa giống như chích ngừa cúm vậy, có nghĩa là nó dĩ nhiên không có một cái thuốc chích ngừa nào có thể bảo vệ chúng ta 100%. Đó, thì khi chúng ta chích ngừa thì nếu chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta không bị nhiễm. Nếu chúng ta yếu thì có thể chúng ta vẫn bị nhiễm, nhưng mà sẽ nhẹ thôi, không thể gây chết người. Và cái quan trọng là chúng ta không truyền cái bệnh đó cho người khác. Cái vaccine, nhất là COVID vaccine, nó mình có thể mình bị, nhưng mà mình không truyền cho cái người kế bên của mình. Và nếu mình không chích thì nó lây lan tùm lum. Đó có phải lý do mà tại ở những nước mà như Ấn Độ, là vì ta chưa có điều kiện chích được. Như là chúng ta may mắn sống ở đất nước Mỹ này, là coi như là thuốc là cho free rồi, là còn khuyến khích đi chích rồi còn được thưởng nữa. Còn những đất nước khác mà nghèo, chẳng hạn như ở bên châu Á, có phải là tại vậy mà lý do bây giờ những cái case châu Á nó tăng, tại vì họ không được chích ngừa, nên là cái con variant nó lây lan quá mạnh, phải không? Tất nhiên là khi họ không có điều kiện chích ngừa vì không có thuốc, không có tiền, không thế này thế kia, thì có nghĩa là cái immunity trong cái cộng đồng họ nó không có. Có người thấp có thấp thì cái con đó nó mới là lây lan.
nó lây lan, thì khi nó càng lây lan nó càng biến thể, nó càng hoành hành hơn, bởi vì nó không có cái gì cản lại hết. Đó, nên chính vì vậy mà bên châu Á bây giờ đang bị cái tình trạng đó. Và nếu họ có những cái vaccine thì những cái vaccine của họ theo em đọc thì nó cũng không có được tốt lắm. Có một số từ China đó thì quý vị biết rồi, thì cái dĩ nhiên cái độ an toàn và cái độ effect nó không thể nào bằng thuốc của Mỹ được. Nên chúng ta phải nói rất may mắn, chúng ta quá sống là may mắn rồi. Khi cái đại dịch này xảy ra thì quý vị mới thấy là ở Mỹ vẫn là thiên đàng, mặc dù cũng có những cái này cái kia mình không hài lòng, nhưng mà mình thấy là mình quá rất là tốt, may mắn, quá chị, tốt, quá được tốt so với người khác, free, được cho tiền stimulus này kia rồi khuyến khích cho thưởng, cho tiền để đi chích, trong khi những nước khác thì phải mua để mua thuốc để chích. Thì bởi vậy, chính vì lý do đó thì hôm nay Vũ Hiền lên đây không có gì khác hơn là khuyến khích, muốn nhắc nhở quý vị, nếu quý vị nào chưa chích thì chúng ta hãy nhanh chóng đi chích. Bây giờ làm hẹn chích rất là dễ, không có như hồi xưa. Và nếu quý vị nào có con em còn bé từ 12 tuổi trở lên thì quý vị nên dắt các em đó đến chỗ chích ngừa, ký giấy cho các em đó để chích. Bởi vì cái sự chích ngừa COVID-19 vaccine là bảo vệ cho chính con em chúng ta, chính chúng ta và cộng đồng chúng ta, và cũng như cả một cái xã hội Mỹ này. Nên cái đó là cái điều chúng ta nên làm, mỗi người góp một bàn tay. Rất là cảm ơn Nguyễn Vũ Hiền có cái tâm. Và quý vị nào mà hay vào Facebook á, Đồng Thảo thì không thường vào, nhưng mà thỉnh thoảng chị có đọc, thì chị tình cờ chị đọc những cái bài viết của Nguyễn Vũ Hiền đó, chị thấy rất là hữu ích cho cái sự hiểu biết nói chung, và chị rất là cảm thấy yêu đời yêu người hơn là những người có tâm giống như Nguyễn Vũ Hiền, phổ biến những tin tức hay là những cái lời lẽ khích lệ mọi người làm những cái việc tốt hơn cho cộng đồng. Cái Facebook của Nguyễn Vũ Hiền là gì, có thể nói cho đồng hương của mình vào để chia sẻ. Của Hiển là Vũ Hiển, Vũ Hiển. Vậy trên cái đó chỉ là một hình, cái avatar, cái profile picture là một hình Hiển đang đứng trên sân khấu hát. Tại vì quý vị biết không, bởi vậy Thảo mới nói ngay từ đầu là Vũ Hiển thật là một nhân tài, là một dược sĩ trẻ trong lĩnh vực chuyên môn nghề nghiệp hăng say, bởi vậy còn là một người sinh hoạt cộng đồng và có tâm để mà phổ biến những tin tức hữu ích cho mọi người về lĩnh vực y tế, khoa học, và có một cái năng khiếu về văn nghệ. Đó là Hiển nói là cái hình trên Facebook của Hiển là đang đi hát, tại vì là cậu hát rất là hay và rất là tác show. Dạ, buồn cười lắm chị. Khi mà trước giờ em Facebook thì em có lâu rồi, nhưng mà trên Facebook của em thì chỉ toàn là những cái hình đi ca, đi hát, poster, show này, show kia. Chứ tới mãi tới Covid thì dĩ nhiên cái sự sinh hoạt văn nghệ nó ngưng. Rồi em thấy nhiều cái nguồn tin gọi là fake news nó chị không nổi nên em phải lên tiếng. Em mới phải lên tiếng. Thì khi em lên tiếng thì buồn cười lắm là có những người họ viết message thẳng cho em. Họ nói, ồ anh chỉ là ca sĩ thôi mà sao anh có thể viết được những cái bài như vậy? Những cái nguồn tin của anh nó có đáng tin cậy không mà anh có thể đưa ra viết lên mà post Facebook thế này thế kia? Thì em cũng tích cười lắm, nhưng mà không sao. Thì từ từ họ tìm hiểu về mình. Thì tại vì em thấy là chị thấy hồi đầu em viết rất nhiều bài trên đó, đầu tiên là về cái căn bệnh COVID. Căn bệnh COVID. Đó, những cái triệu chứng như thế nào. Trước đó, đó là có những cái, trước khi COVID nó vào xâm nhập mặt vô cộng đồng ở nước Mỹ thì có đủ thứ nguồn tin đó. Thì em cũng theo dõi các bệnh viện thì em là cũng cái con số nó chưa có đến như là những cái nguồn tin đó. Thì cũng đừng có hoang mang. Rồi sau đó em viết một bài về các triệu chứng của cái bệnh COVID và những cái mà chúng ta có thể phòng ngừa, vệ sinh này kia. Rồi đến em cái bài thứ hai là em viết những cái thuốc mà có thể trị COVID họ đang nghiên cứu, và cái cuối cùng là cái COVID vaccine. Và nhân đây thì quý vị cũng xin nói lại, nói thêm, update là trong cái COVID, cái bài COVID vaccine hồi trước hiện viết thì lúc đó cái data về cho những phụ nữ mang thai hay là chuẩn bị có thai hay là đang cho con bú thì nó chưa có cái kết quả ra, nên là người ta khuyên là không nên chích. Nhưng mà cái kết quả bên sau này mới nhất thì họ đều khuyến khích những phụ nữ mang thai, đang mang thai, nhất là trong
cái giai đoạn gọi là first trimester, trong cái 3 tháng đầu của chị, thời kỳ đầu thai nghén, là nên chích COVID vaccine, hoặc những phụ nữ đang cho con bú thì vẫn phải chích COVID vaccine, bởi vì họ chưa tìm thấy cái kháng thể chống COVID vaccine trong sữa mẹ. Chị biết cái sữa mẹ mình rất là tốt, phải không? Nó có nhiều cái kháng thể chống các bệnh này kia lắm, nên đều khuyến khích là cho baby mình bú sữa mẹ, nhưng mà riêng cái COVID thì chưa thấy cái kháng thể nó xuất hiện trong sữa mẹ, nên phải chích. Và đúng như quý vị, nếu mà những cái chị em phụ nữ đang tính dự định mang thai thì vẫn cứ đi chích trước, rồi mình có mang thai vẫn không sao hết. Vậy cho chị hỏi là, giả dụ như chị không nói 3 tháng đầu, mà có nhiều người là đã quá 3 tháng đầu rồi, họ có thể họ ở cái tháng mà 5, 6, 7 chẳng hạn, thì có nên chích không em? Có thể có lúc đó thì không? Có, mình có thể mình phải cân nhắc với bên bác sĩ. Có thể là sau khi nếu mà gần ngày sanh quá thì có thể sau khi sanh baby ra là chích ngay lập tức. Chích được. Nó cũng không ảnh hưởng đến sữa mẹ. Nó không ảnh hưởng tới sữa mẹ, không ảnh hưởng gì tới baby hết. Nên cái điều đó là quý vị nên làm, các chị em phụ nữ nên làm. Và nên nếu mà muốn chắc ăn thì nên hỏi ý kiến bác sĩ gia đình của mình, bác sĩ sản phụ khoa, để cân nhắc, tại vì mỗi một bà mẹ mang thai thì có thể cái sức khỏe nó khác nhau. Đúng rồi. Và cái thai kỳ, cái thai nghén nó cũng khác nhau chị. Nếu mà Quý Hiền không có ngại ngùng thì một hôm khác Quý Hương Media với chị Tâm Thảo lại mời Hiền trở lại nói chuyện tiếp, với những cái hiểu biết của em rất là hữu ích cho mọi người. Tâm Thảo cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc trò chuyện của chị em chúng tôi ngày hôm nay. Mong là dù ít dù nhiều cũng đem lại cho quý vị một chút nào hiểu biết hơn hay là an tâm hơn về những điều mà quý vị còn thắc mắc, chưa rõ ràng. Và chúc Vũ Hiền thật là nhiều sức khỏe, thành công về mọi mặt trong công việc cũng như là trong việc ca hát của Nguyễn Vũ Hiền nhá. Em cảm ơn chị đã mời em tới đây để mà em có cái dịp chia sẻ với cộng đồng Việt Nam chúng ta. Thì một cái lời cuối cùng, Vũ Hiền xin chúc sức khỏe đến tất cả các quý vị đang theo dõi đài Quê Hương Media nói riêng, cũng như tất cả các quý vị trong cộng đồng Việt Nam nói chung, là chúng ta giữ gìn sức khỏe, giữ gìn vệ sinh, cố gắng đeo mask khi cần thiết, rửa tay sạch sẽ, giữ khoảng cách khi cần thiết, và nhớ là quý vị nên chích ngừa COVID vaccine, khuyến khích các con em mình chích ngừa COVID vaccine. Và thực sự Vũ Hiền không bao giờ mong gặp quý vị ở trong bệnh viện Stanford, trong cái chỗ bệnh hoạn đó. Vũ Hiền sẽ rất là vui khi gặp các quý vị, các bạn ở những cái show mà Hiền hát, tới chụp hình chung, tới say hi, very happy to see you, an toàn nhất là vui vẻ, chứ không bao giờ muốn gặp ở trong đó. Vâng, cuối cùng đúng là như vậy. Cảm ơn đài Quê Hương Media đã mời Vũ Hiền đến, và cảm ơn chị Thảo cũng như toàn thể nhân viên đã bỏ chút thời giờ cho cái buổi gặp mặt hôm nay. Cảm ơn em. Xin kính chào quý vị. Xin kính chào quý vị.